Thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Habacuc chương 1. Sách Habacuc là sách thứ 8 trong 12 sách tiểu tiên tri được viết bởi tiên tri Habacuc. Tên Habacuc có nghĩa là người được ôm ẩm. Ông sống vào những thập kỷ cuối của vương quốc phía Nam. Đây là thời kỳ của sự bất công và thờ thần tượng. Sách Habacuc được hình thành ngay trước thời kỳ lưu đày. Điểm đặc biệt của sách tiên tri Habacuc là không chứa đựng lời cảnh báo hay sự phán xét dân sự gì từ Đức Chúa Trời. Nội dung của sách là cuộc đối thoại giữa tiên tri Habacuc với Đức Chúa Trời. Trong sách, ông bày tỏ với Chúa về những tranh chiến vật vã của cá nhân cùng những tội ác tồi tệ đang diễn ra chung quanh. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Đức Chúa Trời thánh khiết lại có vẻ như im lặng trước những bất công đó. Chính vì thế mà ông nài xin Chúa đoái xem và hành động. Sách Habacuc có 3 đoạn, mở đầu bằng lời than thở và kết lại bằng lời ngợi ca trong vui mừng. Phần 1 bao gồm 2 chương đầu của sách, trình bày lý do tiên tri Habacuc cầu nguyện kêu vang cùng Chúa. Đó là lý do ông thấy thực trạng tội ác của Giu-đa, nhưng Chúa lại không trừng phạt họ. Sự tranh chiến của ông càng dữ dội hơn khi câu trả lời của Chúa là Ngài sẽ dùng đến Babylon tàn ác hơn để trừng phạt Giu-đa. Tại thời điểm này, thành Ninive là thủ phủ của đế quốc Assyria. Đây là một quốc gia lớn đe dọa các quốc gia khác. Thế nhưng, Chúa lại bày tỏ rằng Ngài sẽ dấy lên quốc gia nhỏ bé Canđê, tức Babylon, để trừng phạt Giu-đa và xa hơn là trừng phạt Assyria. Phần còn lại của sách Habacuc cho chúng ta thấy đức tin của ông nơi Chúa. Ông ngợi khen Chúa của ông và chọn lựa tiếp tục tin cậy nơi Ngài, dù có quá nhiều tội ác vẫn đang diễn ra. Sách Habacuc là sách tiên tri ngắn, nhưng nhắc nhở chúng ta bài học về sự bền bỉ của đức tin. Người công bình sống bởi đức tin. Dẫu mắt không thấy, tai không nghe, nhưng hãy tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Sự công chính và thánh khiết của Chúa chắc chắn sẽ được thực thi trong thời điểm và ý muốn của Ngài. Chương đầu tiên của sách Habacuc bắt đầu với những gánh nặng về lối sống suy đồi của dân Giu-đa. Dưới sự mô tả của tiên tri Habacuc thì đây là thời kỳ mà sự gian ác tràn lan, kẻ ác bủa vây, sự công chính chẳng được tỏ ra. Chính bởi những điều đó mà ông kêu vang cùng Đức Chúa Trời để Ngài thực thi sự công chính. Nhưng điều khiến cho tiên tri Habacuc ngạc nhiên là kế hoạch của Chúa về việc Ngài sẽ dấy lên người Babylon, một quốc gia dữ tợn, hung bạo đáng sợ, để trừng phạt Giu-đa. Tuy nhiên, kế hoạch này của Chúa khiến cho tiên tri Habacuc không thể hiểu được. Đó là lý do chương 1 được khép lại với sự thắc mắc khó hiểu của tiên tri về việc Chúa dùng một dân tộc tội lỗi hơn để trừng phạt dân Giu-đa. Mở đầu chương là lời cầu nguyện khẩn thiết của tiên tri Habacuc dâng lên cùng Đức Chúa Trời. Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cứu mà Ngài không lắng nghe. Con kêu vang với Ngài vì sự bạo ngược mà Ngài không giải cứu cho đến chừng nào. Sao Chúa khiến con thấy sự bất công? Sao Ngài cứ lặng nhìn cảnh ngang trái? Trước mặt con là cảnh tàn phá và bạo ngược, sự tranh chấp và cãi vã xảy ra khắp nơi. Vì thế, luật pháp không còn hiệu lực, công lý chẳng bao giờ được thực thi. Kẻ hung ác bao vây người công chính, nên công lý bị sai lệch. Câu 2 đến câu 4. Lời cầu nguyện của ông cho thấy sự gian ác, tranh đấu, bất công, bạo ngược diễn ra khắp nơi trong xứ. Sự bạo ngược mà tiên tri Habacuc nói đến ở đây nhằm diễn tả sự vi phạm luật pháp của Chúa đến cực độ. Cụ thể là, kẻ giàu có bóc lột người nghèo khổ, kẻ ác thì áp bức người công bình, các quan tòa không ngay thẳng, nhận hối lộ để bẻ cong công lý, còn các lãnh đạo tôn giáo thì chỉ quan tâm đến tiền bạc, không quan tâm đến pháp luật. Thật không thể nào ngờ khi một tuyển dân của Chúa lại không sống theo luật pháp của Ngài. Và điều khiến tiên tri Habacuc cảm thấy khó hiểu là vì sao Chúa lại lặng im trước thực cảnh ngang trái như vậy? Vì sao không có hình phạt nào cho người gian ác? Ông không thể nào hiểu nổi một Đức Chúa Trời công chính lại có thể khoanh tay đứng nhìn tội lỗi diễn ra mỗi ngày. Tiếp nối lời cầu nguyện của tiên tri Habacuc
là lời đáp trả của Đức Chúa Trời cho những câu hỏi của ông, câu 5 đến câu 11. Trong lời đáp trả với tiên tri Habacuc, Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông biết rằng Chúa không lặng im trước cái ác, nhưng Chúa sẽ hành động theo cách của Ngài và vào thời điểm mà Ngài đã định. Vì thế, Chúa mời gọi tiên tri Habacuc hãy nhìn ra các nước, nhìn đến những điều Chúa sắp làm trong tương lai. Hãy nhìn vào các nước và để ý xem, hãy kinh ngạc và sững sờ, vì ta sắp làm một việc trong thời các con. Dù có ai thuật lại, các con cũng chẳng tin. Này, ta khiến người Canđê nổi lên, chúng là một dân dữ tợn hung hăng, tiến quân vào những miền đất rộng mênh mông, để chiếm những chỗ ở không thuộc về mình, câu 5 đến câu 6. Hai câu này thể hiện kế hoạch của Chúa trong việc dấy lên nước Babylon, một quốc gia dữ tợn hung hăng, đáng khiếp sợ và đáng kinh hãi, câu 6 đến câu 7. Đây là quốc gia Chúa sẽ dùng trong tương lai để xâm chiếm và trừng phạt tội lỗi của dân Giuđa. Tiên tri Habacuc đã mô tả hành động xâm chiếm của họ như sau. Dân dữ tợn này sẽ đi khắp đất, đặng chiếm những nơi không thuộc về mình. Sức tiến quân của người Canđê nhanh hơn cả loài báo. Sự hung hăng của họ hơn cả muôn sói ban đêm. Kỵ binh của họ phóng nhanh như đại bàng lao xuống bắt mồi. Họ xem sức mạnh mình là thần thánh. Sự xuất hiện của Babylon làm cho đế quốc hùng cường Assyria trở nên lu mờ. Và Chúa đã dùng quốc gia mới nổi lên Babylon ấy để thực thi hình phạt của Ngài trên Giuđa. Kết quả là trong tương lai, dân Giuđa bị lưu đày qua Babylon trong 70 năm. Phần cuối của chương là lời phàn nàn của tiên tri Habacuc với Chúa. Trong phần này, tiên tri Habacuc nhắc Đức Chúa Trời là đấng đời đời vô cùng, câu 12. Vì thế, Ngài đã biết sự kết thúc từ khi mới bắt đầu. Ngài cũng là Đức Chúa Trời có quyền năng và không hề thay đổi. Sự nhắc về bản tính của Đức Chúa Trời này nhằm nói lên thắc mắc sâu bên trong ông. Vì trong giới hạn của một con người, thì câu trả lời của Chúa không giải đáp được cho những thắc mắc của ông. Thậm chí, câu trả lời đó lại tạo ra một nan đề mới. Vì ông không thể lý giải được vì sao một Đức Chúa Trời thánh khiết lại có thể dùng một quốc gia gian ác để trừng phạt dân sự của Ngài. Chúa cũng là đấng không thay đổi. Vậy việc Chúa dùng dân Babylon để tiêu diệt dân Giuđa thì nó lại mâu thuẫn về giao ước giữa Ngài và dân Giuđa. Ông nói rằng, mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác, không thể nhìn xem điều sai trái. Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá? Sao Ngài lại nín lặng khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó? Câu 13. Có lẽ mong đợi của tiên tri Habacuc nơi Chúa là Ngài sẽ phán và làm điều gì đó, thay vì im lặng và có kế hoạch dùng một dân hung ác hơn để tiêu diệt dân sự của Ngài. Vì theo ông, dân Giuđa sẽ không thể nào sống sót trước sự tấn công của quân Babylon gian ác. Đối với người Babylon, sự sống bị xem nhẹ và phu tù của chiến tranh là vật hy sinh. Đó là lý do ông ví sánh con người giống như cá bị mắc câu hay những sinh vật biển bị vướng trong lưới, câu 14. Habacuc chương 1 khép lại trong sự thắc mắc của tiên tri Habacuc về việc Ngài dùng Babylon để tiêu diệt các dân tộc xung quanh, trong đó có dân Giuđa, câu 17. Sự thắc mắc của tiên tri Habacuc có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người chúng ta khi nhìn thấy các suy đồi của xã hội ngày nay, tội ác tràn lan. Kẻ ác dường như thắng thế. Có nhiều điều xảy ra khiến chúng ta bối rối, khó hiểu. Chính bởi sự tồn tại của cái ác làm nhiều người thắc mắc và nghi ngờ về sự tể trị của Chúa, thậm chí nghi ngờ về sự công chính của Ngài. Lời đáp trả của Chúa với tiên tri Habacuc như nhắc nhở chúng ta về sự tin cậy và kiên nhẫn chờ đợi vào câu trả lời của Chúa. Dẫu hoàn cảnh có khiến chúng ta cảm thấy khó hiểu, thậm chí nản lòng, thì cũng hãy tin vào Chúa là đấng đời đời, là đấng biết trước mọi điều, và Ngài vẫn hằng dùng sự công chính để tể trị muôn vật. Câu hỏi suy ngẫm: bạn học được gì từ tiên tri Habacuc khi ông đối diện với những thắc mắc của mình với Chúa?
lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng đời đời, là đấng biết trước mọi điều. Xin Chúa giúp chúng con cứ tin cậy tuyệt đối vào Chúa, dẫu cho thách thức hay mọi điều đang diễn ra vượt quá điều chúng con có thể hiểu. Xin Chúa giúp chúng con cứ chân thành trình dâng lên Chúa mọi thắc mắc của đời sống mình, kể cả khi Chúa lặng im. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ rằng Chúa là đấng đời đời và Ngài vẫn hằng tể trị muôn vật trong ý thánh Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.